Gồng gánh lãi suất ngân hàng chịu hết nổi, chú Sang tất tay hạ giá bán lỗ 3 tỷ đồng một em biệt thự mini phố với diện tích đẹp, ngang 4 nở hậu ra 9 mét sâu vào 14 mét nha anh chị. Một căn biệt thự phố có thang máy và trang trí rất là đẹp theo phong cách nhà phố Tân Cổ Điển. Full nội thất cả tỷ đồng của gò đó nha. Căn nhà mình hướng chính Bắc, phù hợp với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Căn nhà mình thì đang được giảm từ 14 tỷ 6 xuống chỉ còn có 11 tỷ 600 triệu đồng thôi. Một căn biệt thự mini phố nở hậu 9, nở hậu đều 9 mét, sâu vào 14 mét và giá bán chỉ còn 11 tỷ 600 triệu nha anh chị. Có thang máy, thiết kế triệt lửng, 4 lầu, sẽ có 6 phòng. Trong đó chúng ta sẽ có 5 phòng ngủ và một phòng sông hơi. Anh chị có tới 8 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Hướng chính Bắc nha mọi người. Mặt tiền thì được ốp nhựa phía dưới đáy ban công, trang trí lan can và cổng toàn bộ là nhôm đúc, rất là xịn sò đáng cấp luôn. Căn nhà mình thì nhà xây mới hoàn toàn năm 2024 nha. Số ông riêng, hoàn công, sổ sách thì đủ hết rồi. Đường trước nhà là con đường rộng lên tới 10 mét, đường thông hẻm một xẹt của trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp, gần với siêu thị MX2, cách siêu thị MX2 khoảng tầm 300 mét thôi. Đường rộng có đoạn tầm 8 mét, đoạn tầm 10 mét và đường rất là đông xe cộ qua lại. Mặt tiền hẻm thông, kinh doanh buôn bán, mọi ngành nghề. Ở đây thì anh chị muốn làm spa, tiệm tóc, tiệm nail, mỹ phẩm được hết nha. Đoạn này rộng tầm 8 mét này. Hẻm một xẹt cách trục đường chính Phạm Văn Chiêu khoảng tầm 80 mét thôi. Hẻm thông, thông từ trục đường Phạm Văn Chiêu ra đường bờ kè kênh Tham Lương và ra các con đường số phía bên trong. Thông tứ phía nha anh chị. Đấy, một căn nhà với vị trí quá là đẹp, quá là đắc địa. Đường to, rộng 8 đến 10 mét. Và thông tứ phía luôn. Mặt tiền hẻm thông, giá rẻ. Bây giờ chỉ còn có 11 tỷ 600 triệu đồng thôi. Hướng chính Bắc nha anh chị. Và chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía trong. Căn nhà mình thì trang trí rất là đồ sộ, rất là đáng cấp. Full nội thất lên tới cả tỷ đồng. Toàn bộ nội thất của gò đỏ Nam Phi cực kỳ đẹp. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một bộ cổng nhôm đúc lên tới cả 100 triệu. Cổng nhôm đúc rất là bền và bề thế nha. Khoảng sân thì chưa tới 2 mét, đường tầm 1,5 mét, 8 gì đấy. Hai bên thì được ốp đá hoa cương. Bộ cổng nhôm cực kỳ dày và nặng. Trên thì được làm mái nhựa và khung sắt đầy đủ rồi. Bên trong hai bên thì cũng được ốp đá hoa cương luôn. Có cửa cuốn kèm với một bộ cửa nhôm sifa. Ngang 4 nở hậu xéo đều ra phía sau, nở hậu theo kiểu hình thang, được 9 mét và dài 14 mét nha. Số công nhận lên tới 80 mét vuông đất và đang được chào giá bán chỉ có 11 tỷ 600 triệu đồng thôi. Phía trong này anh chị vừa đậu xe hơi, vừa làm khu vực phòng khách được hết nha. Trên có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Căn nhà mình thì có thể đậu được hai em ô tô trong nhà luôn. Đấy, nở hậu rất là to, đoạn xây này cực kỳ to luôn. Giá bán bây giờ chỉ còn có 11 tỷ 600 triệu, vẫn còn thương lượng. Trên thì sử dụng toàn bộ lan can là nhôm đúc. Phía trong không gian phòng khách đây thì tặng lại bộ sofa, có tivi 65 inch, một cái máy massage chân tay và quạt hơi nước. Trên thì có đèn chùm này lát thạch cao đầy đủ, tường ốp nhựa PVC, trang trí theo mẫu nhà Tân Cổ Điển, có tranh thêu ở đây. Phía sau này thì có khu vực tủ rượu. Căn nhà mình thì trang trí rất là nhiều rượu vang ở trong này. Đấy, tranh ảnh cực kỳ nhiều. Và giá bán của em nó bây giờ chỉ có 11 tỷ 6 thôi. Trước đó thì chú giao tới 14 tỷ 6 nha. Nhà xây mới hoàn toàn, số ông riêng, hoàn công, sổ sách đầy đủ rồi. Một căn nhà mặt tiền hẻm thông một xẹt, kinh doanh mới bán được. Hẻm rộng tới 8 đến 10 mét. Cầu thang thì sẽ được đưa về góc tường bên tay phải và có giếng trời ở phía bên này. Có nhà vệ sinh phía dưới, nhà phía nhỏ nhỏ phía dưới. Chúng ta cùng em tiến vào thang máy để di chuyển lên không gian lầu lửng nha. Trệt lửng 4 lầu, 6 phòng, 5 phòng ngủ và một phòng sông hơi, sẽ có 8 nhà vệ sinh. Thang máy 450 kg, thang máy nhập khẩu, đi được tầm 6 người, rất vàng. Và trên không gian tầng lửng trên đây thì chúng ta sẽ được bố trí làm không gian phòng bếp nha. Được tặng lại một bộ bàn ăn gò đỏ Nam Phi mặt đá nhân tạo, rất là lớn và nguyên khối. Tủ bếp cũng gò đỏ luôn. Trên thì chúng ta sẽ có đèn chùm thạch cao và đèn led. Tủ
trưng rất là nhiều rượu, có máy lọc nước Kangaroo, bếp điện từ, máy hút mùi và có lò vi sóng, đầy đủ hết luôn. Tủ lạnh sáp hai cánh, full hết nội thất rồi, và khi anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Giá bán của căn nhà mình thì chỉ còn có 11 tỷ 600 triệu nha. Có một cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ ở tầng lửng đây luôn. Đây, một cầu khối, lavabo rửa mặt, gương LED đầy đủ hết nha. Căn nhà trang trí quá là đẹp, quá là sang. Giá tiền rất là hợp lý luôn. Anh chị cô bác nếu mà thích muốn sở hữu căn nhà mặt tiền hẻm thông này, chúng ta chỉ gọi trực tiếp về tới nhà Lạt Bá Hưng nha. Xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới. Có nhận xét gì về căn nhà này, chúng ta chỉ bình luận thoải mái xuống dưới video. Nở hậu 9m, sâu vào 14m nhà chị. Công nhận đủ diện tích lên tới 80m² đất. Và giá bán chỉ có 11 tỷ 6 thôi. Cầu thang sẽ được đúc rộng 90, ốp đá kim sa đen, tay vịn gỗ đỏ, kính cường lực dày 10 ly. Di chuyển lên trên không gian lầu 1. Chúng ta sẽ được bố trí 4 phòng có nội thất nha. Một phòng trống. Lầu 1 thì sẽ được bố trí giường nệm 2m. Nệm rất là dày, nệm kidan nha chị. Máy lạnh toàn bộ, máy lạnh Toshiba Inventor 1,5 cửa. Và cửa vào phòng ngủ sẽ là cửa gò đỏ. Đấy, phòng ngủ đầy đủ hết nội thất rồi. Khi chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Mỗi phòng thì có riêng một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là lớn, lắp vách kính được luôn. Bồn cầu khối, mắc tiền và lavabo rửa mặt. Cũng như gương LED, gạch ốp cao lên đụng trần. Căn nhà xây rất là đẹp, đẳng cấp luôn. Giá bán của em nó bây giờ chỉ còn có 11 tỷ 600 triệu thôi. Anh chị cô bác quan tâm chứ alo ngay trực tiếp về tới em Hưng. Có wifi hết rồi, full nội thất cả tỷ đồng. Giường nệm kim đan, nệm rất là dày tới 30 phần. Máy lạnh Toshiba Inventor ngựa dưới và toilet riêng. Anh chị cô bác nào thích căn nhà này gọi trực tiếp về tới bên em nha. Toilet bên này lớn hơn, có vách kính này, vò sen thuyền, bồn cầu khối, lavabo rửa mặt, gương LED, cửa sổ ra ngoài và gạch thì ốp cao lên đụng trần. Phía ngoài đây thì ban công đúc tới 1,5 m do nhà mình còn hẻm rộng và có trồng cây xanh ra phía bên ngoài, cũng như lan can toàn bộ là nhôm đúc hết luôn. Căn nhà quá chi là đẹp, quá chi là sang rồi, nội thất cực kỳ là xịn sò với giá tiền cực kỳ hợp lý. Nội thất của gò đỏ hết luôn nha anh chị. Và giá nhà mình bây giờ chỉ có 11 tỷ 6 thôi. Anh chị cô bác quan tâm hãy alo ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng nha. Xem video thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Nhớ bấm chuông để hiển thị thông báo về điện thoại mỗi khi Bá Hưng ra video mới, chúng ta dễ xem được nha. Và có nhận xét gì về căn nhà này chứ bình luận thoải mái xuống dưới video. Trên này thì cửa gò đỏ đầy đủ hết rồi. Ốp gạch 80 này. Và đầy đủ giường, tủ, máy lạnh. Máy lạnh nhà mình là lạnh Toshiba Inventor nha. Máy lạnh mắc tiền nha anh chị. Giường thì giường lớn 2m. Đây, phòng ngủ ra khá là rộng luôn. Nội thất đầy đủ hết. Anh chị về chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Toilet giống như bên dưới nha. Giống như hệt bên dưới luôn. Vách kính đầy đủ. Gương LED có hết. Căn nhà hướng chính Bắc nha anh chị. Đây là không gian phòng ngủ số 4. Đấy, căn nhà trang trí quá là ok, quá là hấp dẫn rồi. Mọi người nếu mà thích căn này gọi ngay và luôn về tới em Hưng nha. Toilet rất là rộng lớn ở phía sau đây. Thiết kế rất là hợp lý luôn. Nửa hậu đều giá 9, sâu 14m. Đầu sẽ là 4m và công nhận tới 80m² đất. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 3, khu vực phòng sông hơi, phòng ngủ số 5. Nhà thì có tới 8 vệ sinh luôn. Ở đây thì di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất, chúng ta đi khoảng tầm 15 phút. Ngay gần với EMAC2, cách EMAC2 có 200m thôi. EMAC2 mới xây thuộc đường Phan Huy Ích nha anh chị. Bên này sẽ là phòng sông hơi này. Phòng sông hơi ốp gạch 80 luôn, có bồn tắm nam. Khu vực tắm đứng, khu vực sông hơi ướt. Và phòng nhà vệ sinh, nếu gia đình nào muốn bố trí là phòng ngủ số 6 cũng được. Chủ nhà có thiết kế giống y bên dưới, nhưng mà trừ nội thất, giường, tủ ra để làm phòng sông hơi như này. Đấy, nếu ta chúng ta mà kinh doanh muốn nhiều phòng thì anh chị có thể thiết kế lại làm phòng ngủ được nhé.
phòng số 6 trống, chưa làm nội thất nha anh chị. Anh chị có bác quan tâm thì alo ngay và luôn về tới nhà Đạt Bá Hưng. Trệt lưng 4 lầu, xây rất là cao luôn. Đây là khu vực toilet số 7, số 8. Đấy. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ sân thượng. Giặt phơi đồ trên đây. Hướng chính bắc nha, đồng tứ trạch. Trên đây thì ốp gạch và làm mái, làm khung sắt hết rồi. Đây, có xích đu và trồng cây xanh. Trên thì sẽ là phòng điều hành thang máy và máy nước nóng, năng lượng trời, bình nước ngàn lít. Để trồng cây xanh, chim làm tổ, hót líu lo trên này luôn rồi. Một căn nhà quá chi là đẹp mắt, quá chi là sang trọng. Và giá bán rất là hợp lý nha anh chị. Đã cực kỳ ngon. Bầu rẻ. Căn nhà siêu phẩm 2024 số ông riêng. Anh chị cô bác xem video nhớ thả like, bằng ký kênh, bấm chuông. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.